Tại VTV Hyundai sẽ có một vài mặt hàng với mức giá và quà tặng độc quyền chỉ có tại VTV Hyundai thôi. Nếu như những cô chú anh chị nào trước đây đã từng sở hữu chiếc máy tính bảng Hanet thì có lẽ đã rất quen thuộc với thương hiệu Hanet rồi đúng không ạ? Ý nghĩa mục đích sản xuất những chiếc máy tính bảng hướng tới cái việc là học online cho các bạn nhỏ này. Nhưng mà bây giờ thì đã được yêu chuộng và đại trà hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta thấy là dân văn phòng này hay thậm chí là Diệu Ly, Linh Hương và rất nhiều bạn ở VTV Hyundai cũng đang sở hữu không chỉ một mà thậm chí là vài chiếc máy tính bảng của Hanet sau một thời gian trải nghiệm. Và hôm nay Hanet đã quay trở lại dòng máy tính bảng này và sẽ có nhiều thông tin mà có lẽ chúng ta nghe thấy chúng ta sẽ muốn sở hữu liền luôn. Dạ, quý vị biết là trong chương trình hàng độc quyền á, thì chúng ta sẽ có được cái dòng sản phẩm nổi bật và cái mức giá thì hấp dẫn quý vị ha. Đặc biệt là chế độ bảo hành này quý vị, lỗi là đổi ạ. Ví dụ như mình cần một cái máy tính bảng á, lâu lâu con mình á, muốn xem phim hoạt hình giải trí hoặc là xem chương trình là Thế giới động vật chẳng hạn quý vị, hoặc là mình đọc báo, mình xem phim, mình nghe nhạc, mình chụp hình, mình quay phim ha, thì mình có thể sử dụng được ạ. Và quý vị đừng quên cái chính sách chúng ta đang có rất tuyệt vời ở đây là gì ạ? Lỗi là đổi, nếu có lỗi từ nhà sản xuất á thì chúng ta sẽ được đổi lại máy mới quý vị ha. Bảo hành 1 đổi 1 nè quý vị ơi, trong vòng 3 tháng chứ không phải là 1 tuần. Nhiều dòng sản phẩm công nghệ đi, dòng sản phẩm thông minh luôn, người ta cho mình dùng trong 1 tuần thôi và lỗi là đổi trong 1 tuần thôi. Nhưng mà ở đây là 3 tháng quý vị nha. Và chính hãng được bảo hành lên tới là 12 tháng luôn. Thiết kế nhỏ gọn đẹp, nhưng mà quý vị cứ để ý là khi mà mình xem phim ha hoặc là mình đọc báo ạ, cái độ phân giải vẫn rất là rõ nét để cho các cô nè, các chú lớn tuổi vẫn có thể là dùng để mà đọc báo, xem phim giải trí. Các bé nhà mình thì đương nhiên là nó vẫn có thể là học bài được rồi. Dạ. Thế nhưng mà một công sản xuất thì chúng ta cũng biết rằng là nếu như đã sản xuất thì phải sản xuất thật là nhiều thì mới có được cái giá thành tốt để hỗ trợ, mặc dù đã được trợ giá tại thời điểm đó. Và vì sản xuất rất nhiều rồi thì mới đến với tất cả chúng ta trong khoảng thời điểm này. Và khi mọi người đã trải nghiệm chiếc máy tính bảng Hanet này thì đa phần mọi người đều rất là thích. Tại vì với cái tầm tiền mà hơn 3 triệu thì Linh Hương đã từng khẳng định với các cô chú anh chị là cấu hình của em máy Hanet này phải nói là cực kỳ hợp lý. Hợp lý, mạnh mẽ trong khoảng tiền này nha. Nếu như chúng ta bỏ ra hơn 3 triệu đồng để mua một chiếc máy tính bảng thì quý vị biết là cái cấu hình của nó nhiều khi sẽ không được như mình mong muốn. Nhiều khi màn hình cũng không được sắc nét như mình mong muốn. Và những cái linh kiện, phụ kiện đi kèm cũng không thể nào mà xịn sò như chiếc máy Hanet đợt này được. Tại vì với cái mẫu mã mới này này thì chắc là cô chú anh chị cũng thấy có nhiều sự thay đổi. Đầu tiên chính là cái vỏ bọc bên ngoài này đây ạ. Nếu như mà mình chỉ mua được một chiếc máy tính bảng rồi sau đấy mình lại phải mua kèm một cái ốp, thì một chiếc ốp mà nhìn trông nó xịn như thế này thì chắc chắn là giá thành nó không rẻ đúng không ạ? Rồi lại còn có cả chân đế này. Đó, rồi lại còn có thể xoay ạ. Còn có thể xoay ạ. Đó, cái này là Linh Hương, Diệu Ly đều rất là thích này. Vì mình có thể đặt để dọc ngang tùy mình nhá. Bất kỳ cái chỗ nào, không gian nào mình làm việc hay là mình giải trí. Camera sau đây ạ. Đó, có cả tem mã để chúng ta có thể là tra cứu tất cả mọi cái thông tin liên quan tới Hanet. Rồi thậm chí là ở đây còn hỗ trợ SIM này, SIM 4G để chúng ta có thể là nghe gọi này, như một cái chiếc điện thoại bình thường này, Bluetooth này, đó, tai nghe này, thẻ nhớ nữa này, tất tần tật nó ở cái chỗ này luôn nha các cô chú anh chị. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ xem là nếu như mà bình thường á, mình muốn mở ra thì sẽ như thế nào nha. Đây, mở nhẹ một cái, nhẹ một cái là nó ra. Đây ạ, các cô chú anh chị nhìn thấy không ạ? Rất là hay luôn á. Hay lắm. Mà cái này nó mềm lắm ạ. Có nghĩa là mình cầm vào ấy, mình cảm thấy nó rất là êm tay ạ. Đàn hồi. Đó, độ đàn hồi tốt. Đấy, còn bây giờ những cái trải nghiệm bên trong chắc phải nhờ một cô gái yêu công việc này, hay viết lách này, rồi thậm chí là hay làm về quảng cáo này. Chúng ta thử xem là cô ấy thích cái gì ở cái máy này. Chị Hương nhớ ngày xưa cách đây khoảng 10 hoặc là 15 năm đi, khi mà mình mới bắt đầu làm công việc về MC và biên tập viên thì lúc đó mình cũng sẽ cầm trên tay những cái sấp giấy tờ rất là nhiều. Đúng. Cái khoảng ngày xưa ấy. Dạ, ngày xưa quý vị, cái thời mà Ly mới gọi là đi làm biên tập viên á, ngày xưa quý vị ơi, là lúc đó lúc nào cũng là giấy tờ nè, soạn ra format kịch bản chương trình nhiều lắm quý vị ha. Thậm chí là đi dẫn chương trình với Diệu Ly thời đó là cũng phải cầm những cái tờ kịch bản nè, rồi người ta có chuẩn bị cho mình là người ta chuẩn bị những cái gọi là những cái bản đỡ thôi. Nhưng mà bây giờ quý vị để ý, nếu như quý vị tham gia một cái sự kiện nào đó, đặc biệt là càng hoành tráng đi ha, thì hầu như những cái bạn mà làm chương trình đó quý vị, họ đều cầm những cái máy tính xách tay, những cái máy tính bảng như thế này. Trông sang nhỉ? Dạ, rất là sang và rất là gọn. Quý vị nhìn ha, đó, ví dụ như là bây giờ mình lên mình dẫn chương trình, mình cầm cái micro. Thưa quý vị và các bạn, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Ví dụ như vậy, nó cũng tạo một cái cảm giác chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Hoặc ví dụ như ngày xưa khi mà đi giảng dạy là thầy cô của mình cũng phải là chuẩn bị rất là nhiều và đeo tài liệu rất là nhiều. Thì bây giờ thì các bạn, các cô chú thấy là các thầy cô đi dạy ha,
Các em, bây giờ các em mở file này ra ha. Và mình sẽ xem cái ví dụ ở đây nhé. Ví dụ mình muốn xem một cái ví dụ nào đó, mình có thể vào đây. Hoặc là nè quý vị ha, đây cái phần để mà chân đế đỡ nè quý vị. Đó, hoặc là mình để trên cái bề mặt mình xem như thế này. Hoặc là trong lúc cầm á, mình có thể là gài vào cho nó thêm cái chắc phần tay. chắc tay quý vị ha. Gọn gàng đàng hoàng luôn. Ví dụ Ly đi làm việc đi, Ly có thể là vào Ly check mail. Thế thì quá tiện lợi luôn, có nghĩa là tích hợp nhiều những cái ứng dụng khác nhau trong này. Quý vị nhìn nè, cái màn hình cũng rất là mượt ha, lướt qua lướt lại, lướt lên lướt xuống cực kỳ mượt luôn quý vị ơi. Lớn đi nhỉ? Lớn chứ chị nè, quý vị nhìn nè, lớn ha. Các cái cô màn là lớn thích nè, quý vị này. Ơi. Đó, dễ dàng sử dụng nữa. Mà khi mình cầm như vậy nè, quý vị thấy Ly còn không chạm vào cái máy cơ, tại vì sao? Ly đang giữ ở cái phần gọi là chân đế ở đằng sau luôn, nó đỡ cũng rất là tốt. Rồi ví dụ như bây giờ Ly vào Gmail đi. À, check mail chẳng hạn nè, rồi mình lại thoát ra ngoài nè, mình vào trong những cái ứng dụng khác quý vị, hoặc rất là tìm đường chóng. Đó, mình vào Google mình tìm đường, đi tới đường này đường kia là sao, rồi mình đi du lịch đó, là gần đây là có cái địa điểm nào là ăn ngon hay không, du lịch ở đâu, hoặc là bây giờ mình vào trong cái ứng dụng là Zalo đi chị ha. Bây giờ là rất nhiều các cô các chị á, là mình hay sử dụng những cái máy tính bảng này để làm gì ạ? Mình nghe nhạc, mình xem phim, mình nghe nhạc bolero chẳng hạn nè, mình xem những cái bộ phim gọi là phim Ấn Độ đó quý vị, những cái tình tiết nó cũng rất là hay ha. Hoặc là giải trí ạ, mình có thể là chơi những cái trò chơi mini game, lâu lâu quá con mình giải trí chút xíu cũng được quý vị ha, thời đại công nghệ rồi, miễn sao quá đừng cho để các bé gọi là 24/24 tiếng mà lúc nào cũng cầm cái máy tính bảng thì không tốt nha. Nhưng mà đôi khi ạ thì những cái việc mà các bé nó tham gia vào cái thông tin học tập nè và giải trí nó cũng rất là quan trọng luôn, mình cần một cái sự cân bằng quý vị ơi, cái gì nhiều quá cũng không tốt ạ. Thành ra là nếu như bây giờ con mình đã sử dụng rồi, rồi tới mình đi ha. Đó, tiện lợi tính ra có cái này là con dùng được, mình cũng dùng được. Đúng rồi. Ví dụ như là mẹ của Diệu Ly á, là thường là ngày nào cũng vậy chị, là có thói quen em với mẹ thì ít nói chuyện, nhưng mà mẹ với lại em trai của em ở Canada thì rất là hay nói chuyện với nhau. Là phải gọi nhau đôi ba lần đấy. Mà gọi nhá, nhiều khi là không làm gì quý vị ơi, gọi là không có nói gì hết á, gọi xong là cứ để cái máy vậy nè. Nhìn nhau hả? Dạ. Thì nhà em là bán quán. Ở nhà em thì là bán quán á chị, thế là nhiều khi gọi xong thì là bắt đầu là cứ để cái máy là mẹ em cứ dựng một góc như vậy. Mẹ em cứ dựng một góc như vậy. Đó, xong rồi bắt đầu là mẹ em sẽ nấu cơm, rồi mẹ em sẽ bắt đầu là làm phở cho khách đó. Là bắt đầu em trai của Diệu Ly là cứ nhìn thông qua cái màn hình như vậy quý vị ha, là cứ đặt để thôi, thay vì cái điện thoại thông thường á, mình phải tìm cái chỗ là mình dựa chỗ này được không, mình dựa chỗ kia được không. Nhưng mà ở đây thì đúng rồi, ở đây thì quý vị nhìn là muốn xoay thì sao thì xoay tùy vào cái địa hình ha, mình đặt lên thôi là đã được rồi quý vị ơi, cực kỳ tiện lợi như thế này luôn nha. Đừng quên chế độ bảo hành lỗi là đổi quý vị ha, là đã chắc chắn rồi. Thôi bây giờ nói làm luôn, em gọi cho chị Hương nha. Đấy các cô chú mà ở xa con á, hoặc là các con này, đấy, lập tức là có thể chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy nhau, chúng ta gọi điện cho nhau, chúng ta nhìn thấy mặt nhau mỗi ngày luôn. Đó. À, em đang thấy chị Hương ấy. Rất là rõ đúng không? Mà cái màn hình nó lớn ấy, cho nên là mình thấy được toàn diện luôn quý vị. Với lại là nhiều cô, nhiều chú ấy, thì nhiều khi là mắt mình đã hơi lem nhem một chút xíu rồi. Thì với một cái màn hình nó lớn như vậy nè, mình gọi điện thoại á, mình thấy con mình đang ở nước ngoài, mình thấy là mình đang ở Đà Lạt, con mình ở Sài Gòn, hay là mình đang ở Hà Nội mà con mình đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, hay là mình đang ở Hải Dương mà con mình đang ở Cà Mau, là có thể trò chuyện với nhau đó. Chào chị. Đó, tính ra màn hình rất to luôn nha, nhìn thoải mái thay vì bây giờ mua cái máy tính để học nè, xong rồi thêm một cái điện thoại nè, là em chắc chắn phải hơn 10 triệu nha chị. Nhưng rồi. Mà có cái máy tính bảng này mình gắn sim vô, mình làm như cái điện thoại gọi là di chuyển cũng được luôn. Máy tính để học cũng được luôn, nó tích hợp trong này rất là hay. Các cô chú thấy không ạ? Mình thoải mái, mình có thể làm sao ạ? Mình nghe được giọng con mình, mình nhìn được con mình mập ốm như thế nào, mình dặn dò hàng ngày, hoặc thậm chí là các ông bà ở xa nhớ các cháu lắm chứ. Mình có thể quan sát từ đây. Màn hình rất là lớn ạ, cho nên vì là màn hình lớn, nhiều cô chú anh chị đã bắt đầu rất là thích sử dụng cái máy tính bảng Hanet này. Màn hình lớn này, rồi mình có thể trải nghiệm mọi ứng dụng cần thiết cơ bản. Và đặc biệt là gì ạ? Khi mà đọc báo, nghe nhạc, xem lại bộ phim yêu thích trên TV, thì nhiều khi mình chỉ cần một cái máy tính bảng như thế này thôi. Chứ còn á, mình mua cả những cái chiếc điện thoại thậm chí rất đắt tiền, nhưng màn hình nhiều khi không lớn được bằng cái máy tính bảng. Với các ông bà mà nói xem vẫn không đã. Hay là các con học cũng vậy, kể cả khi mà học online á, chỉ cần một cái cảm ứng mượt mà thôi là mình đã cảm thấy rất là ưng ý rồi, đúng không ạ? Thì với cái tầm tiền là hơn 3 triệu 3 triệu 3 nha các cô chú anh chị, thì đây chính là chiếc máy tính mà phải nói là được săn lùng. Tại vì kể cả những cái phụ kiện đi kèm bao gồm cái ốp này rất là xịn như thế này này, rồi kể cả các cái chế độ bảo hành này, lỗi là đổi trong vòng 3 tháng chứ không phải 7 ngày này, rồi cái tiêu chí sản xuất của Hanet cũng cực kỳ bảo vệ môi trường, có nghĩa là còn đặt được cả những cái chứng nhận luôn, là tất
cả những cái linh kiện này sử dụng phục vụ cho cái việc là sản xuất ra những chiếc máy tính bảng này là hoàn toàn thân thiện với môi trường. Cho nên là đấy là những cái yếu tố làm nên một cái thương hiệu có thể mình không cần phải trả một cái số tiền quá cao, nhưng cái sự trải nghiệm của mình ấy thì nó lại là cực kỳ ưng ý. Một chiếc máy tính bảng màn hình lớn, cấu hình mạnh, mạnh ở đây là mạnh so với tầm tiền này. Cho nên nếu như chúng ta thường nghĩ đến việc là phải mua một chiếc máy tính bảng cấu hình cực kỳ mạnh thì giá thành nó cũng rất là đắt đấy ạ, chứ không phải là rẻ đâu. Nhưng hôm nay chỉ hơn 3 triệu thôi là chúng ta đã có thể có được một trong những chiếc máy tính bảng mà có thể nói là bán rất chạy. Bán chạy tại cả ở Hanet và cả ở VTV Hyundai nữa. Nhưng hôm nay là chương trình hàng độc quyền, cho nên mình cũng sẽ có những cái thông tin mang tính độc quyền, đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ quý vị để ý là cái dòng máy này ở bên ngoài là người ta phải bán cái mức giá, nếu quý vị mua lẻ ha, một vài hệ thống sẽ có cái mức giá là nhìn trên dưới 4 triệu chẳng hạn. Nhưng mà ngày hôm nay mình chia ra là bao nhiêu ạ? Mình chia ra là khoảng là 3 triệu mấy trăm quý vị ơi. Dạ, thì có phải là đang rất là tiết kiệm không? 3 triệu 300. Bây giờ mình làm một cái phép toán đơn giản thôi. Quý vị muốn mua một chiếc điện thoại thông minh mà mức giá cực kỳ hấp dẫn thì bây giờ tiết kiệm nhất nhá, mà điện thoại thông minh để mình có thể dùng được ha, là nhiều khi nó chỉ bằng 1/3, 1/4 cái tiết diện này thôi nha. Rẻ cũng là 3, 4 triệu rồi. Là cỡ mà bây giờ cho rẻ nhất đi, là cỡ 2 triệu đi. Rồi bây giờ quý vị mua một cái máy tính để học tập ấy, cho con mình học tập online đúng không quý vị? Mình phải sử dụng những cái phần mềm như là Zoom rồi Google Classroom đó quý vị ơi. Đó. Làm bài tập bây giờ cũng làm bài tập online luôn. Thì quý vị thấy là mua thêm một cái máy tính bàn như vậy nữa là mấy triệu nữa, cộng lại đâu đó trên dưới 10 triệu. Nhưng mà ngày hôm nay á, mình đang có cái mức giá trong chương trình hàng độc quyền chỉ có tại VTV Hyundai, mình chia ra là 3 triệu 300. Thì chắc chắn câu hỏi của chúng tôi nhận về là: Ly ơi, Hương ơi, cho cô chú xem cái cấu hình của nó đi. Chứ bây giờ mình cứ cầm cái máy trên tay mình nói là tốt lắm, cô chú có biết cấu hình nó ở sao đâu, thông tin nó ở sao đâu con. Dạ, cô chú ơi, cái này cô chú mình kiểm tra được luôn. Diệu Ly rất là hiểu cái tâm lý của chúng ta khi mà mình gọi là mình mua sắm dòng sản phẩm nào đó để mà về mình sử dụng, mà nó lại là về công nghệ thông tin nữa ha. Các chú đọc vô cái là biết, chứ chị em mình thì nhiều khi hơi khó đúng không các cô? Dạ, cái này á, mình vào trong cái website chính hãng của Hanet mình coi luôn nha. Đồng hành cùng với Diệu Ly đi ạ. À, các cô mà đang có điện thoại di động á, mình mở cái trang web này ra. Tìm liền. Dạ, tìm liền cùng với Diệu Ly nha. Cô chú sẽ thấy nè, Hanet đây ha. Đó, hanetedu.smartedu.hanet.com. Đây thì cái dòng sản phẩm mà Diệu Ly đang giới thiệu, Ly đang cầm trên tay đây. Đó, thông tin nè quý vị, máy tính bảng dành cho học tập, đương nhiên dành cho cả công việc nữa ạ. Nên là mình hoàn toàn yên tâm, dành cho các cô, các chú luôn, mình xem phim giải trí cũng được ha. Đây ạ, máy tính bảng Hanet nè, Hanet Smart Edu, quý vị thấy nhá, thông tin ở đây. Đặc biệt mình quan tâm giúp Diệu Ly nha, Ly xoay ra để cho quý vị thấy. Camera 8.0, vỏ này nè, là bảo vệ chống thấm nước quý vị. Đây, camera đằng sau này ha. Đó, camera ở đây nha quý vị, là camera 8.0, cho nên nó giúp cho mình có thể là ghi lại hình ảnh và chụp lại hình ảnh cũng rất là rõ quý vị ha, để mà mình có thể là ghi lại những cái khoảnh khắc đáng nhớ chẳng hạn ạ. Đi du lịch cầm theo, vừa đọc báo lúc nào cần chụp hình lấy ra chụp hình. Các cô là thích chụp hình lắm luôn á. Cái phần vỏ này nè quý vị, hỗ trợ bảo vệ chống thấm nước quý vị nhé. Đó, rồi thêm nữa nè. Đây cái này, chân xoay 360. Đây quý vị ơi, chân xoay 360 này để làm gì ạ? Để tùy cái tư thế tay của mình cầm, mình kẹp vào cho nó chắc chắn. Hoặc là khi mà mình trò chuyện cùng mọi người đúng không, mình có thể là để như thế này, hoặc là mình có thể là để ngang qua như vậy. Đó, thì mình tùy mình sử dụng, tùy nghi để sử dụng quý vị ha. Đặt để như vậy không cần phải lúc nào cũng cứ cầm trên tay. Chưa hết đâu ạ, có loa không chị Diệu Ly? Dạ có chứ. Dạ, thì nó y chang như cái điện thoại vậy đó quý vị ơi, nó na ná như vậy đó. Loa ở đây là loa stereo. Đó, camera phía trước có luôn ạ. Phía trước có camera là 5.0 luôn. Wi-Fi dùng được không? Dùng được nha các cô, các chú. Bluetooth thì sao? Bluetooth 4.0 luôn. Và có luôn cả là qua code 2.0. Và cái bộ RAM của nó là 4GB nha quý vị. Chưa kể có luôn cả là cổng headphone. Đây, cái phần cổng headphone nè, SIM 4G nè, thẻ nhớ nè, và cổng sạc USB, nó nằm ở bên này nè quý vị. Đó, đây ha quý vị nhìn là rất là kỹ càng ha. Và cái phần vỏ bọc này cũng bọc lại bảo vệ lại ha. Cổng headphone 3.5 quý vị nhé. Nhớ giúp Diệu Ly ạ. Đó, mình có tai nghe, mình gắn cái tai nghe vào đây thì cộng headphone là 3.5, SIM 4G bỏ vào đây được, gọi như điện thoại luôn, thẻ nhớ bỏ vào đây được luôn nha. Tăng thêm cái gọi là mình muốn chụp hình đúng không, lấy rút thẻ nhớ ra, bỏ thêm nhiều hình lưu trữ nè. Cổng sạc USB rất là dễ để chúng ta có thể là sạc và dùng. Đó, xong rồi mình đậy lại. Cái này á, hay lắm nha, vừa chống thấm nước mà giúp mình á là chống bụi nữa. Tại vì những cái linh kiện điện tử á, nhiều khi mà nó bụi quá quý vị, là mình cũng hơi khó, mình nghe nó bị rè chẳng hạn. Rồi, có một cái thông tin rất là thích,
chứng nhận từ Google, Hanet tự hào là một trong những nhà sản xuất có chứng nhận Google Inc. được phép sử dụng hệ điều hành Android 11 và được hỗ trợ cho các tính năng nâng cấp trong tương lai. Có nghĩa là mình mua bây giờ, nhưng mà mình phải để ý tới những cái tính năng trong tương lai thì dòng máy này hỗ trợ được. Chưa hết ạ, đây. Nhiều cái lắm, mình phải yên tâm về cái chương trình này thôi. Ví dụ quý vị nhìn nha, nó sẽ có những cái gọi là chứng nhận nè. Quý vị hình compact á, có nghĩa là thường những cái sản phẩm điện tử nó sẽ có phát ra ánh sáng xanh. Thì ở đây với Hanet người ta thiết kế với cái dòng ánh sáng đó, nó được kiểm soát để làm sao protection, bảo vệ cái con mắt của chúng ta quý vị ha, hạn chế điều đó. Tiết kiệm năng lượng nè quý vị thấy ha. Rồi theo nữa, có luôn cả là chứng nhận quốc tế ISO nè. Có luôn cả những cái chứng nhận mình hoàn toàn yên tâm trong quá trình mình sử dụng luôn, tái sử dụng về những cái gọi là nguyên vật liệu này nè quý vị, là nó thân thiện với môi trường. Và đừng quên một điều nữa, quý vị thấy cái hình giọt nước không ạ? Hỗ trợ chống thấm nước. Vì nhiều khi mình để ở trong cái ba lô đi ha, mình đi học chẳng hạn, ở trời mưa quá, mình không có kịp mặc cái áo mưa vào, rồi bắt đầu là nước nó thấm lên đây á, nó bị dính trên này thì sao? Nhiều dòng máy á quý vị mà nó không tốt á, chỉ cần nước thấm chút xíu thôi là nó hư cái máy rồi. Nhưng mà ở đây nó hỗ trợ cho mình là chống thấm nước quý vị nhá. Cho nên với tầm giá này mà vẫn được hỗ trợ chống thấm nước thì quá hay rồi. Và quý vị đừng quên, mình đem về mình dùng, nếu như mà có lỗi thì đổi trong vòng 3 tháng luôn. Đây là một cái chế độ bảo hành mà phải nói là rất ưu ái của Hanet. Bình thường á, lỗi là đổi chỉ trong vòng 7 ngày là cùng với các thiết bị công nghệ, đúng không ạ? Máy tính hay là điện thoại. Nhưng ở đây mình được lỗi là đổi trong vòng 3 tháng nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Và quý vị biết là như Linh Hương nói từ đầu đến giờ á, là trong cùng một cái phân khúc giá 3 triệu mấy này thì khẳng định Hanet, cái máy tính bảng Hanet này là một trong những chiếc máy có cấu hình ok. Mình phải dùng cái từ gọi là được, với các bạn trẻ bây giờ ấy là duyệt. Tại vì sao ạ? Tại vì trẻ con học online cũng được này, các cô dạy học trên máy tính này cũng được này, dân văn phòng làm việc trên máy tính này cũng được này, các ba các mẹ ông bà của chúng ta có thể toàn bộ trải nghiệm các cái vấn đề liên quan tới đọc báo giải trí hay là nhu cầu sử dụng là đều được hết này.